Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta khởi đầu cái chương cuối cùng, tức là hy vọng chúng ta không còn nói nữa. Hộ niệm chú ý. Người hộ niệm còn chú ý tránh sơ suất khi hộ niệm. Người bệnh cũng phải chú ý tránh sơ suất khi xả bỏ báo thân. Mọi người nếu muốn hết báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đều phải chú ý thực hành hộ niệm như lý như pháp. Cuốn sách này kết tập lại rất nhiều điểm quan trọng và cụ thể. Xin chư vị đọc qua một vài lần để khi hộ niệm chúng ta khỏi bị sa sút. Mà khi mình đi hộ niệm khỏi sa sút rồi thì là người bệnh ta cũng biết những điều sa sút của người bệnh luôn. Tại vì người bệnh và người hộ niệm liên quan chặt chẽ với nhau, hình như hai mà một. Tại vì ta cũng đi hộ niệm và sẽ còn ta không bị bệnh để mà ra đi đấy. Mong chư vị chú ý đừng nên sới. Câu thứ nhất, tín nguyện hạnh và hộ niệm cơ hội vãng sanh. Câu này nhắc đến điều vô cùng tấu bác là tín nguyện hạnh. Xin chư vị mới nhớ là muốn vãng sanh thì phải thực hiện cho đầy đủ tín nguyện hạnh. Chỉ có ba điểm này thôi, chống khỏi hết. Khai thác từ đầu chỉ đuôi ra cả một quyển sách dày, quyển sách mỏng, rồi nói dài, nói ngắn cũng là ba điểm này. Người nào thực hiện đúng tiêu chuẩn tín hạnh nguyện thì người đó vãng sanh. Hộ niệm cũng tín hạnh nguyện mà người bệnh cũng tín hạnh nguyện. Nói thẳng thắn với chư vị, rõ rệt như vậy. Đừng có bao giờ có tin tưởng nguyện vãng sanh rồi niệm Phật là được vãng sanh, mà coi tín có đủ tiêu chuẩn hay không. Nghe đâu đó có một vị nào đó giang cái bảng hiệu lên, nơi có vị Quán Thế Âm Bồ Tát xuống đây giúp đỡ, rồi có chư Phật giúp đỡ mình cũng tới coi thử. Rồi người kia nói tôi có cái bùa cái phép gì hay lắm, mình cũng tới coi thử để mình giải nghiệp giải đồ. Chứng tỏ rằng là chúng ta tin không vững. Nếu mà tin đúng pháp Phật rồi thì tất cả những cái mà hoa hòe của thế gian nhất định không có để tâm tới. Những cái chỗ mà tự chân này chân nọ nhất định không có thể quan tâm tới thì chúng ta mới vững. Chứ mà cứ thấy cái gì cũng chạy theo, mình nói tín mà tín không vững. Mà tín không vững thì tưởng tượng niềm tin bị soi mòn. Mà niềm tin soi mòn thì cái sức nguyện cũng không tha thiết. Mà không tha thiết rồi bắt đầu từ đó rồi niệm Phật nhiều khi chúng ta còn chi thành đâu, còn tương ứng đâu. Mong chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Câu A, người niệm Phật nhiều năm chắc chắn sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Pháp hộ niệm chỉ cần thiết đối với đại chúng kép học ít tu mà thôi. Đúng không chư vị? Sai chỗ nào? Hai vế đều sai. Hai vế đều sai, đúng. Hay câu nói hay đó. Người niệm Phật nhiều năm chắc chắn sẽ được an nhiên tự tại vãng sanh. Cái vế này sai. Hai cái sai cộng lại cho nên chỗ này là sai sai chứ không phải là. Không phải là người niệm Phật nhiều năm là chắc chắn được tự tại vãng sanh. Người niệm Phật nhiều năm nhưng mà tin tưởng cho vững, tha thiết nguyện vãng sanh và phải thực hiện cho được nhiều năm, ít năm nhiều được, mà trước khi xả bỏ báo thân thì gói trọn trong ba cái từ lượng này mới được vãng sanh. Chứ người niệm Phật nhiều năm mà niệm một ngày bỏ 5 ngày, niệm 1 giờ bỏ 10 giờ, cứ nghĩ ngồi đâu không, không chịu niệm đầy đủ thì đến sau cùng rồi chưa chắc gì nhớ câu A Di Đà Phật. Cho nên chư vị nhớ là người nào thực hiện được tín đại nguyện mà làm sao thực hiện chất được trong lúc lâm chung mới được vãng sanh. Nhớ cho kỹ, trong cái người ta cứ niệm Phật ở trường đó ta quên hết trường chưa chắc. Nếu mà quên rồi thì ban hộ niệm đến nhắc nhớ. Nhắc nhớ ta làm cho được nữa ta mới vận tranh, cho người nhắc nhớ ta không không làm thôi chứ thua. Ban hộ niệm chỉ cần thiết khi đối với đại chúng ít học kém tu. Xin thưa thẳng với chư vị, người ta ít học là kém tu kệ. Nhưng mà người ta có cái lòng chân thành.
Nên ta có lòng mà thật thà, khi mà bắt đầu bệnh xuống rồi, ta có nhắc nhở cho người ta một câu, ta vững vàng ta tin theo. Coi chừng người ta niệm Phật 7 ngày mà ta vãng sanh, mà mình niệm Phật 300 năm chưa chắc vãng sanh đấy. Mong quý vị đừng có nói là ban hồn niệm chỉ cần thiết đối với người ít học. Khi mà ta đặt vấn đề như vậy, vô tình khi nằm xuống rồi, người nào có học nhiều thì tới đây hồn niệm cho ta, chết rồi. Người nào tu nhiều có tới đây hồn niệm cho ta, chết rồi. Không ai dám tới hồn niệm cho mình, thành ra thất bại. Điều vị như thế kỷ. Cô bé, người tu học Phật thì nhiều, nhưng vì không được hồn niệm nên sau cùng gặp quá nhiều chướng ngại mà luống qua một đời tu hành, đúng không chưa vậy? Dạ đúng. Tu học Phật nhiều năm nhưng không được khổ niệm, tại vì người ta quên một cái điểm là lúc lâm chung người ta nó thay đổi một cách 180 độ mà nhiều không hay. Tu học Phật thì nhiều mà mơ mơ hồ hồ không vững đường bản thân về Tây Phương, thì khi nằm xuống rồi giống như người ta đem một cái thây lìa ngay giữa cái ngã ba đường, cái thây nó chạy đâu được, nó biết đâu mà chạy. Nói thẳng ra là khi mình nằm trên giường mà mình tưởng là mình nằm trên cái đống lửa, mình nằm trên cái hồ bơi, mình nằm trên núi cao, mình nằm trong rừng sâu, lúc đó mơ mơ hồ không biết đâu nữa, tâm hồn tán loạn đi. Vì tán loạn như vậy mà không có ai nhắc nhớ, thành ra họ gặp chướng ngại trùng trùng, hồn vía, hoảng kinh, thành ra không biết đường nào đi. Không biết đường nào đi thì chắc chắn theo nạn, nạn nào đó không biết, làm sao có thể vãng sanh được. Thành ra luôn qua một đời tu hành là như vậy. Câu C, pháp hộ niệm rất cần cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp này, đúng không chưa vậy? Đúng. Quá đúng một hồi nữa. Nhất định đúng một hồi nữa. Vì nhiều người tu hành hồi giờ không biết pháp hộ niệm. Chính vì thế mà khi nằm xuống rồi thì không có được một sự giúp đỡ tích cực nào trong lúc xả bỏ báo thân. Vô tình cả một cuộc đời tu hành chẳng qua cũng lượm lặt được cái chút gì, cái phước gì đó, cái hiền hiền gì đó, cái gì đó của thế gian, rồi đi đâu đi chứ không biết đường siêu thoát. Chính vì thế mà xin thưa quý vị là mình lấy cái kinh nghiệm trong quá khứ, bây giờ để mình gặp được pháp môn niệm, xin chư vị phải trân quý cái cơ hội này để vãng sanh. Và trong cái cuốn sách này dám nhắc lên nhắc xuống là đừng bao giờ ý lại là những cái điều này nhỏ không cần thiết, cái điều kia nhỏ không cần thiết, coi chừng những điều mà không cần thiết đó, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Lại là điều rất quan trọng, vì chính những cái điều mà mình gọi là nhỏ đó, sau cùng mình bị vướng vài cái đó, một chút xíu là mất bản thân. Cho nên mong chú vị phải chú ý, nghiên cứu phải nghiên cứu đúng. Một người sợ bệnh, tưởng sợ bệnh là cái chuyện bình thường, không ngờ cái chuyện bình thường đó sau cùng nó lại là một cái chướng nặng rất lớn mà mình không hay. Mình nhớ một người con, một người cháu, một người chồng, một người cha gì đó, mình tưởng là cái chuyện bình thường, đúng thế gian cho là chuyện bình thường, nhưng mà cái việc hộ niệm, cái việc mà để cho mình siêu thoát sáu đường lại là điều vô cùng quan trọng. Nếu mình sơ ý, không chịu nhắc nhở kỹ, không chịu để ý kỹ, đến lúc nào đó mình nằm xuống rồi, nhớ một đứa con, thương một đứa cháu, mình mất phản trình. Thẳng thắn như vậy, có những điểm đó. Mình thường hay nằm mơ mơ màng màng gì đó, cứ nghĩ rằng là nghiệp chướng của mình nặng quá, tìm cách phá nghiệp. Bây giờ không phá được nghiệp thì làm sao vãng sanh? Nếu ý niệm này mà không bỏ, đến lúc nằm xuống rồi cứ nghĩ nghiệp mình nặng quá rồi, nghiệp mình nặng quá rồi, làm sao vãng sanh? Thì từ cái ý nghĩ này mà mất vãng sanh. Cho nên rất nhiều điểm vô cùng đơn giản mà tại vì nhiều người không để ý tới. Cho nên cái pháp của niệm nhắc đi nhắc lại những điểm hết sức cụ thể chứ không có gì mà cao siêu cả. Phải nhớ để mà bỏ, phải nhớ để mà định được. Người nào phải nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật,
quyết lòng nguyện vãng sanh, lúc đó là nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì được vãng sanh, mà nhớ những cái gì khác là mất vãng sanh. Nhắc cho chư vị nhớ, nhắc nhớ cho đến khi nào mà nó mối lưỡi vậy thôi. Không có những cái gì trời. Câu đề: người bình thời có đủ tín nguyện hạnh thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn sẽ được vãng sanh, đúng hay sai? Sai đúng. Sai. Ai nói đúng? Sai. Tại sao? Người bình thời có đầy đủ tín nguyện hạnh thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn sẽ được vãng sanh. Ai nói đúng không? Thấy dễ nghe không? Tại sao sai? Tâm chung không có niệm. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Cái câu này giống như là một cái bẫy. Người bình thường có đầy đủ tín hành nguyện thì người ta nói là tôi chắc chắn sẽ được vãng sanh thì không cần tới hộ niệm nữa. Phải không? Nhưng mà vô tình, bình thường thì mình tín hành nguyện, nhưng khi sắp sửa xả bỏ báo thân, mình trong cái cơn gọi là tứ đại phân ly, thân thể mình nó đau nhức như con rùa lột cái mai vậy. Ai lột cái mai? Lột mai mà niệm Phật nữa đâu. Cho nên lúc đó cái tâm trí của mình nó hỗn loạn đi, các căn thì tán hoại đi, đầu óc thì mê mờ đi, quán thân trái chủ thì dọa đủ thứ, cảnh giới trùng trùng hiện ra, mình quên trụ lỗi. Cho nên những người nào thấy mình tu ngon không còn gì tới hộ niệm nữa thì đến lúc đó ôi hôi đành chịu nạn là như vậy. Cho nên tín hạnh nguyện bình thường nhưng lúc lâm chung chưa chắc gì giữ đủ, như vậy vẫn phải còn người hộ niệm người ta nhắc nhở cho. Không nhắc nhở thì thôi chưa được. Còn người nào là tự chưng là nhất tâm bất loạn thì khỏi cần nói. Ngon lành. Mà không nhất tâm bất loạn thì coi chừng. Hồi là quẹo rồi. Câu E: người nào khi lâm chung thực hiện chính xác tâm chỉ tín hành nguyện thì chắc chắn sẽ được vãng sanh, đúng hay sai? Đúng. Mình lắng nghe cho mình nghe ông giải. Rồi. Người nào khi lâm chung thực hiện chính xác tông chỉ tín hạnh nguyện thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đúng. Một bên đúng mình sai, bây giờ bắt bốc thăm. Đúng. Lúc lâm chung xả bỏ báo thân mà thực hiện đầy đủ chính xác tín hạnh nguyện thì đúng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, mười niệm tất sanh. Đúng như vậy. Cho nên cái câu này là để ra là cứ nói, mình lấy cái nguyên do nào, mình lấy cái yếu điểm nào, mình lấy những điều gì mà xác định người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái điểm mà mình lấy đẹp. Người nào trước khi tắt hơi mà người ta niệm A Di Đà Phật thành tâm, người ta quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và cái tín tâm vào vững vàng, thì mình đoán ngay là người đó vãng sanh, biết ngay là người ta sẽ ra đi thân tướng đẹp lắm. Chư vị ơi, tín nguyện hạnh đầy đủ mà không đi thì A Di Đà Phật thề không thành Phật. Như vậy người đó tín hạnh nguyện đầy đủ trong lúc lâm chung thì A Di Đà Phật, chẳng lẽ ngày hôm trước là đành quen chạy xuống đây làm phạm phu ta sao? Cho nên chư vị phải nhớ là tín hạnh nguyện đầy đủ trong lúc lâm chung. Như vậy bây giờ chúng ta tu hành đây là chuẩn bị cho cái lúc lâm chung, chúng ta làm cho được, người nào làm được thì người đó vãng sanh. Nếu bây giờ tôi nằm tôi mê tính làm sao tôi làm được, thì mê tính tính đành phải theo nghiệp thọ nạn. Nếu lúc đó bây giờ tôi đau quá tôi niệm Phật không được sao, niệm Phật không được thì đành phải theo nạn. Lúc đó tôi bị gì đó, tôi bị tán hoại trong sợ quá thì đành phải theo nghiệp chịu nạn. Cho nên mình tu ở đây là mình phải xóa cho được, thì gỡ được tất cả những cái đó. Mình sợ mê mang bất tỉnh trong lúc lâm chung thì bây giờ phải rắc tu phước lên để nó bớt đi cái nghiệp. Mình bây giờ muốn cho khỏi những cảnh giới này cảnh giới nọ nó làm cho mình thất đớm kinh hồn thì sao?
không được sợ những cảnh giới. Đừng có bao giờ đi đường thấy tối tối mình sợ lên. Mình sợ thì nó lại nó nhập vô tâm mình, nó sợ đúng không? Tối nằm mà thấy cái con gì chạy chạy rộng cái mình sợ lên. Mình sợ thì tất cả những cái đó là cái chúng tử phá hoại cái tâm thanh tịnh của mình trong lúc tâm trung. Bây giờ mình mới tập. Pháp hộ niệm là một pháp tu mà. Đúng không? Bây giờ đây mình cứ mình nhớ gì? Nhớ con, nhớ cái, nhớ con, nhớ cái. Không rời khỏi đứa con thì lúc đó con cái mình đi xa một chút là mình nhớ. Mình nhớ là mình biết kẹp. Thí dụ như có những người cứ một lần mà ngủ cứ để con chó bên cạnh nó tưng tiêu nó, tưng tiêu đó thì lúc đó nó cứ nằm một bên mình, nằm một bên nó cứ gầm gừ, nó không cho người ta hộ niệm. Lúc đó là mình bị kẹt. Cho nên tất cả mình phải hiểu được, phải gỡ ra để chi? Để cho lúc lâm chung mình không có bị trở ngại một cái gì cả. Thành ra mà muốn được mình lúc lâm chung mà tín hành người này đủ, tất cả những cái này mình phải xóa trước đi. Cho nên cái người nào mà khi mình đã tỉnh táo mình niệm Phật cho đến hôm hết cuối cùng, không có người nào mà ra đi thân tướng không đẹp cả, bảo đảm cho vậy. Tại sao? Tại vì người ta vãng sanh. Còn có những người ta nằm rất là tỉnh táo mà không chịu niệm Phật, nói ra người ta cãi lên cãi xuống thì lúc ra đi rồi nhiều khi tới 8 tiếng 9 tiếng sức còn ngưng ngắt. Lúc đó mình còn điều giải lên điều giải xuống, thì khi mà trong lúc điều giải mà mình nói mạnh lời như vậy người ta chuyển được thì người ta vãng sanh. Nếu không chuyển được thì không đành chịu thua. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải nhớ mà làm cho đúng, đừng nên sự ý mà mình bị luôn vào cuộc đời này rất là oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng buông thư. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục lắng nghe những cái hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm về cái pháp hộ niệm này. Như sáng chúng ta đã cùng nhau đồng ý với nhau là nếu mà không có hộ niệm thì người Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có cái hiện tượng ra đi để lại cái thần tướng tốt đẹp như thế này. Đúng không? Các bác đồng ý không? Chúng ta không công nhận không được. Bởi vì nó là cụ thể rồi. Là cái bằng chứng cụ thể cho cái pháp môn niệm Phật hộ niệm này vô cùng là quan trọng. Cho nên là gặp được cái phương pháp này thì đề nghị với chư vị chúng ta là phải trân quý đấy, bám chặt đấy, nghiên cứu thật kỹ, kẻo chúng ta bỏ qua cơ hội này chúng ta lại bị đọa lạc thì uổng lắm. Thực sự nếu mà chúng ta nắm được cái pháp hộ niệm này rồi mà chúng ta không nghiên cứu kỹ thì chúng ta còn mắc phải nhiều sơ suất lắm đấy. Các bác có đồng ý thế không? Sơ suất nhiều lắm đấy. Thực sự mà chúng ta nhìn thấy nó như thế này. Kinh ban hộ niệm ấy, ban hộ niệm mà đi hộ niệm cho một người bệnh ấy, nó cũng chẳng khác gì là một người không biết bơi mà cứu một người cũng chưa biết bơi. Đúng không các bác? Đúng không? Ban hộ niệm làm gì là có khả năng gì đâu. Nên như là một người chưa biết bơi, cứu một người bệnh như là cũng là một người mà chưa biết bơi, đúng không? Tức là gì? Người ta chỉ hướng dẫn mà thôi. Hướng dẫn để cái người bệnh này thực hiện làm sao cho nó đầy đủ được tín nguyện hạnh. Làm sao cái người bệnh này mà cảm ứng được với đại nguyện của A-di-đà Phật. Cảm ứng được với chư Phật, chư Bồ Tát. Cảm ứng được với chư Long Thiên Hộ Pháp. Mà người này được vãng sanh. Đúng không các bác? Chứ có phải là ban hộ niệm có năng lực gì không? Không. Hoàn toàn không có năng lực gì đâu. Ban hộ niệm cũng chính là người bệnh. Cũng chính là người chưa biết bơi. Đúng không? Đã biết bơi chưa? Chưa. Làm gì có biết bơi đâu. Thế nhưng mà người ta biết cái phương pháp này này.
Người ta hướng dẫn cho cái người bệnh đấy để thực hiện bằng được. Nếu mà người bệnh tin tưởng, làm theo. Nếu mà gia đình người bệnh mà tin tưởng, làm theo, thì xác suất này cao lắm. Các bác có đồng ý theo không? Nó như vậy đấy. Ban hồ niệm ở đây là cũng phải mở ngoặc nói thêm là ban hồ niệm ở đây là phải như lý như pháp. Phải biết được cái phương pháp hồ niệm này nhé. Chứ còn ban hồ niệm mà lại còn tự mình mà làm theo ý mình ấy, nhiều khi là hướng dẫn người bệnh oan uổng đấy. Đúng không các bác? Cái hiện tượng này có không? Có nhiều lắm đấy. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều ban hồ niệm tự phát. Họ không có làm theo một cái tài liệu nào, không theo một cái sự hướng dẫn nào. Đại loại là thấy hộ niệm là tốt, người ta cũng phát tâm đi niệm Phật hộ niệm cho người kia. Rồi có những ban hộ niệm cũng hộ niệm được một thời gian rồi, có nhiều ca thành công rồi, tự nhiên là cho mình có khả năng, đúng không? Khả năng ấy. Thế là thêm vào bớt ra. Có không các bác? Có nhiều lắm đấy. Cho nên hôm nay mà gặp được cái đường Zoom, gặp được cái phương pháp hộ niệm này, có những tài liệu này là quý báu lắm đấy. Vô cùng quý báu đấy. Nếu mà chúng ta không trân quý, lắng nghe, không tìm hiểu, thì coi chừng chính chúng ta mất phần vãng sanh. Mà chính mình lại còn hướng dẫn người khác đi vào con đường đọa lạc đấy. Đúng không các bác? Cho nên là phải cẩn thận. Cẩn thận. Ban hộ niệm là hết sức cẩn thận. Tốt nhất là như thế nào đây? Là y giáo phụng hành. Đúng không? Y giáo phụng hành là an toàn nhất. Tôi thì cái phương pháp này của cái pháp hộ niệm này của tổ đề ra như thế nào, mình cứ làm theo thế đi. Cứ làm theo thế, đừng có thêm vào, đừng có bớt ra. Đừng có làm thêm một cái gì là nó riêng tư của mình. nhiều ban hộ niệm là làm, tức là tạo ra một cái gì nó riêng một tí. Nó không khác với lại các ban hộ niệm kia một tí. Để cho nó có một cái gì đấy của mình. của mình. Có không các bác? Có đấy. Có đấy. Những cái hiện tượng này là chúng ta hôm nay nghe được, chúng ta phải bỏ đi. Thành tâm sám hối, bỏ đi là hết. Đừng có làm theo ý mình. Cư sĩ diệu âm còn chẳng dám làm theo ý mình, không dám nói ra cái gì của mình. Hòa thượng Tịnh Không cũng không dám nói ra cái gì của riêng tư của mình, đúng không? Ngài phải nói lại lời Phật, lời Tổ. Vậy thì làm sao mà chúng ta dám sáng kiến ra đây, đúng không? Khi mà có những cái này, bây giờ mình phát hiện ra là mình phải thành tâm sám hối đi. Có cái đường Zoom này nó quan trọng vô cùng. Thực sự ra cái pháp hội Zoom này là lịch sử trong Phật giáo Việt Nam đấy. Nó giúp cho chúng ta tránh đi không biết bao nhiêu là sơ suất. Giúp cho chúng ta học tập không biết bao nhiêu là kinh nghiệm, đúng không? Vào đấy mà cũng học khai thị, học hộ niệm, thực tập hộ niệm luôn. Tuyệt vời vô cùng. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Cho nên là chân quý đấy nha. Cơ hội này là ngàn đời ngàn kiếp có một đấy. Đừng có bỏ nha. Bỏ qua cái cơ hội này là uổng lắm đấy. Cho nên trở lại cái vấn đề này, để cho chúng ta xác định với nhau là chính mình là phàm phu đấy. Mình có đi hộ niệm cho được ít người hay nhiều người thành công thì cũng phải xác định chính mình là phàm phu đấy. Nếu mà mình là phàm phu thì mình phải mang cái công đức này để mà cái ngày mình lâm chung ấy, mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới là tốt. Đúng không các bác? Đấy. Còn tạo cái công đức này mà lại còn không phục vụ được cái mục đích của mình vãng sanh ấy thì là uổng lắm đấy. Nhiều khi chúng ta nhầm lẫn cái chỗ đấy. Cái gì đây? Khi mà hộ niệm là tạo được nhiều công đức. Công đức này mà chúng ta khiêm nhường
Công đức này mà nhận chúng ta làm phàm phu, rõ ràng là mình là người chưa biết bơi. Vậy thì là đúng rồi. Cái công đức đấy là chúng ta thực hiện để cho chúng ta vãng sanh đấy. Còn cũng là cái công đức này mà tự nhận mình là có khả năng phán xét người này, chê người này, phê bình người kia, thì đấy là chúng ta đã mang cái công đức đấy, không mang cái công đức đấy để về Tây Phương rồi, mà mang cái công đức đấy để đấy rồi chúng ta mang, chúng ta tạo cái duyên khác, đúng không? Tạo cái duyên đi cái những cái cảnh giới khác. Cho nên là có hộ niệm thành công, có tu hành, có niệm Phật mà sau cùng chúng ta đi về đâu đấy, đúng không các bác? Thực sự đấy, phải xác định với nhau rằng là chính chúng ta còn kém lắm đấy. Chính chúng ta ngũ giới thập thiện chưa làm được một phần đâu, đúng không các bác, có đồng ý theo? Chúng ta chưa làm được một phần ngũ giới thập thiện thì có cái gì mà dám tự hào? Đến Hòa Thượng Tịnh Không cứ bảo là 88 phẩm kiến tư phiền não, kiến tư hoặc ấy, mà hai phẩm ngài không phá được, thì không biết là chúng ta phá được mấy phẩm. Đấy. Thì rõ ràng ngài nói câu này là để nhắc nhở chúng ta là ông còn phàm phu hơn tôi đấy. Tôi đây này mà hai phẩm tôi chưa phá được thì ông đừng có cái gì mà tự hào nhé. Đừng có cái gì mà khoe khoang, đừng có cái gì mà đã phải là chê người này, đánh giá người kia nhé. Cẩn thận đấy, coi chừng đấy, coi chừng ngày lâm chung của ông chưa chắc gì ông đã thực hiện được tín nguyện hạnh đâu. Rõ ràng cái người ra đi này, cái ca hồ điểm này được thành công đấy, như sáng ngày chúng ta nói là công của ai là chính, các bạn, chư thiên long hộ pháp là chính đấy, chư Phật chư Bồ Tát phóng quang gia trì đấy. Tất nhiên là có cái yếu tố không thể thiếu được, đó là sự thành tâm của người bệnh và thành tâm của ban hộ niệm, đúng không, thì mới cảm ứng được cái sự gia trì này. Nhớ chúng ta thấy là như vậy nhé. Người bệnh mà không thành tâm thì không cách nào mà cảm ứng được. Người hộ niệm là giúp cho người bệnh giữ được cái tâm này, chánh niệm này thì mới cảm ứng được, đúng không? Đấy. Nhờ có chánh niệm, nhờ có tín nguyện hạnh mà cảm ứng được với Phật lực gia trì, chư Bồ Tát gia hộ, chư Long Thiên hộ niệm cho mà người này được vãng sanh. Đúng không các bác? Nó là như thế đấy. Cho nên là chúng ta phải xác định là không có hộ niệm, ngày chúng ta nằm xuống không có cách nào chúng ta vãng sanh được đâu. Hàng phàm phu đấy, ngũ giới thập thiện một phần không làm được thì lấy đâu được mà có cái gì mà ngon, đúng không? Chắc chắn là ngày chúng ta nằm xuống là có chướng ngại đấy. Nếu mà không có sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, không có sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp, chắc chắn là chúng ta mắc lạn đấy. Đúng không các bác? Nó là như thế, phải xác định rõ ràng như vậy. Cho nên là cái pháp hộ niệm này nó chỉ bày cho chúng ta từng điểm một, để làm sao chúng ta thực hiện được điều này, để làm sao tăng trưởng được niềm tin. Tăng trưởng được niềm tin tức là nói đến cái công phu của chúng ta đấy. Công phu cái gì là thể hiện là công phu? Buông xả chính là công phu. Buông xả chính là công phu. Chứ chẳng phải nói là niệm Phật nhiều là công phu đâu nhé, cẩn thận. Buông xả được nhiều thì là công phu. Cho nên lão cư sĩ Diệu Âm còn hạ thấp xuống để chúng ta dễ hiểu là ăn ở hiền lành đấy là công phu. Đấy, từng điểm một. Ngài còn nói rõ ràng, đừng có vì mà bà vợ bà nói cái gì mà khó chịu mà cứ giữ lấy cái khó chịu ấy. Giữ cái khó chịu này là mất phần vãng sanh đấy. Ông chồng ông làm cái gì mà ông nói cái gì mà mình bực mình thì cũng phải buông đi. Nếu không buông cái này nó là một trong những cái chướng ngại đấy. Cho nên tất cả là tập trung đến cái sự buông xả của chúng ta. Đúng không các bác? Công phu chính là buông xả đấy.
Cho nên là chúng ta bây giờ gặp được cái pháp hộ niệm này mới chỉ cho chúng ta rõ ràng đấy. Từng ly từng tí một, sợ chết cũng mất phần vãng sanh. Sợ bệnh cũng mất phần vãng sanh. Thương con nhớ cháu cũng mất phần vãng sanh. Tất cả những cái này đều phải tập buông xuống. Nó có dễ không các bác? Khó lắm đấy, khó lắm đấy, đúng không? Nếu mà không có thời gian, không có, có cái sự mà huân tu huân tập, đến cái lúc cuối cùng chúng ta có buông được không? Không buông được đâu. Đừng nghĩ rằng hôm nay cái bà cụ già đấy mà ra đi ngon lành thế thì mình mà tu 15, 20 năm rồi thì lúc ra đi mình ngon lành hơn cái bà cụ ấy, hoặc là ít ra thì cũng bằng bà cụ. Không có được đâu. Đấy là chúng ta phải cẩn thận. Cụ già đấy buông xả rốt ráo, trong một vài ngày mà cụ buông rốt ráo, còn chúng ta 20 năm niệm Phật rồi mà có bỏ được không? Thậm chí còn là còn buông lại còn thêm vào ấy, đúng không? Đấy. Cho nên là bây giờ thấy cái pháp hộ niệm này, thấy nó chỉ bày cho chúng ta đã quan trọng chưa? Quan trọng lắm đấy, phải tập nhá, mà phải kết hợp với nhau để mà hộ niệm cho nhau. Tự chúng ta không phát hiện ra những cái sơ suất của mình đâu, đúng không? Cho nên lão cư sĩ Diệu Âm bao giờ ông nhắc: bác ơi, khi nào mà ban hộ niệm nhắc bác cái gì là bác phải lắng nghe nhá, đúng không? Ngài không nói được cái ban hộ niệm ấy là giỏi lắm rồi thì bác phải lắng nghe, không. Mà Ngài nhắc là ban hộ niệm đến nhắc cái gì thì bác cũng phải lắng nghe nhé, làm theo đấy. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà có tâm mà lắng nghe cung kính người khác đấy, thì chính là cái chân tâm của mình đấy, là cái hiển lộ ra cái sự khiêm nhường này, chính là hiển lộ ra cái chân tâm đấy. Vì cung kính, vì khiêm nhường mà là có cái tâm thành đấy. Nhờ cái tâm thành này mà cảm ứng được đạo giao với chư Phật, chư Bồ Tát, với chư Long Thiên Hộ Pháp đấy. Nhờ có sự bảo vệ này mà chúng ta thoát qua ách lạn đấy, đúng không? Sáng ngày chúng ta nói về cái ách lạn oán thân trái chủ rồi. Có hai điều kiện. Một là chư vị pháp giới mà phẩy tay tha cho mình, đúng không? Thôi bố thí cho nó, thí cho nó, buông tha cho mình thì mình thoát. Hai nữa là nhờ sự bảo vệ mà người ta không tiếp cận được mình, đúng không? Cho hai cái điều kiện này là mình thoát được cái oán lạn oán thân trái chủ đấy. Các bác có đồng ý không? Cái thứ nhất, trường hợp thứ nhất là do mình khiêm tốn, do mình thành tâm sám hối, do mình nhận mình là dở, ngày nào cũng phải là phải xét nét lấy mình, đúng không? Khiêm nhường cái mức độ như vậy, lúc nào cũng phải khiêm nhường như vậy, thành tâm sám hối như vậy, thiết tha cầu nguyện vãng sanh, cộng với sự mà điều giải thành tâm của ban hộ niệm, mà có thể chư vị oán thân trái chủ người ta buông tha cho mình, đúng không? Có thể thôi, có thể thôi. Cái hiện tượng này là cũng ít, nhưng mà cái phần nhiều ấy là ở cái phần thứ hai, tức là người ta không tiếp cận được, tức là nhờ sự bảo vệ của chư Long Thiên Hộ Pháp mà chúng ta thoát được, đúng không? Người ta không tiếp cận được. Nhờ chư lợ chư, chư vị oan gia trái chủ mà không đòi lợ báo thù thì chúng ta mới vãng sanh được đấy. Còn nếu mà chư vị oán thân trái chủ mà quyết lòng báo thù nhé, chúng ta không cách nào chúng ta vãng sanh được đâu. Khi mà các ngài đã tiếp cận báo thù, không cách nào chúng ta vãng sanh được. Bởi vì chư Phật, chư Bồ Tát cũng có cái tâm từ bi, thương chúng ta như thế nào thì thương chư vị pháp giới hữu duyên, chư vị oan gia trái chủ với chúng ta như vậy. Muốn cứu chúng ta như thế nào thì cứu cái chư vị kẻ thù của chúng ta cũng như vậy, đúng không? Vì mình mê mờ mà mình đã tạo ra những oán nạn này, thực tình là tất cả là cái nhân ấy là do chính chúng ta mà gây lên, đúng không? Các bác có đồng ý thế không? Đấy. Vậy thì hôm nay mà
chư Phật, chư Bồ Tát là thương chúng ta, muốn cứu chúng ta là cứu chư vị kia, chư vị oán thân trái chủ đấy, chư vị pháp giới đấy. Cho nên muốn mà thoát được cái ách nạn này để chính chúng ta phải mở rộng cái tình thương, tình thương rộng lớn lên. Lão cư sĩ Diệu Âm chỉ bày cho chúng ta đấy, thương rộng lớn lên, thương nhiều người đi, thương mến nhiều người đi, tha lỗi cho mọi người đi, đừng có mà mang cái tâm ganh ghét người này người kia nữa, đừng có cái tâm mà đố kỵ với người này người kia nữa. Nhờ cái đấy mà chư vị oan thân trái chủ cũng thương tình chúng ta. Các bác có đồng ý đấy không? Đấy. Cho nên cái pháp hộ niệm là quý báu dữ, đúng không? Rất cụ thể, từng điểm một. Từng điểm một đấy. Để chúng ta làm được đấy. Nếu mà chúng ta làm được đầy đủ tín nguyện hạnh cái lúc lâm chung ấy, thì chúng ta được vãng sanh. Còn bây giờ chúng ta là huân tu huân tập, đúng không? Còn khỏe, còn tỉnh táo này thì cố gắng tập buông xả. Niệm Phật thật nhiều, công phu thật nhiều, xét lét tâm mình thật nhiều để mang cái công phu niệm Phật này, ăn ở hiền lành, làm thiện, làm đức này để hồi hướng, bồi hoàn những cái thiệt hại cho chư vị oan gia trái chủ hàng ngày. Nhờ đó mà lúc lâm chung chúng ta cũng được tỉnh táo hơn, đúng không? Gọi tu phước đấy. Các bạn có đồng ý thế không? Đấy. Thế này nhá. Cố gắng để làm sao một đời này chúng ta thực hiện được những cái điều vô cùng là hữu ích này, để mà lúc lâm chung anh chị em chúng ta có cái phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc lâm chung mà chính ban hộ niệm, chính anh chị em chúng ta kết hợp với nhau để mà hỗ trợ cho từng người mang cái tâm thành này ra. Nhớ là cái tâm thành này là chính chúng ta phải coi cái người bệnh đấy là người ruột thịt của mình, là cha là mẹ của mình, là anh là chị, là vợ là chồng, là con của mình đấy. Khi chúng ta có cái tâm mà cư xử như vậy thì cái lòng thành của chúng ta nó mới hiện ra được, đúng không các bác? Còn chúng ta là những người phàm phu thì thường thường có cái tâm phân biệt, chấp trước dữ lắm. Người ngoài thì đối xử như thế, còn người nhà thì đối xử như thế này, đúng không? Chúng ta là như vậy. Cho nên là cố gắng nghe được những cái này thì chúng ta cố gắng mỗi ngày buông xuống một chút, buông xuống một chút. Khó lắm đấy, khó lắm đấy. Nhưng mà vì công cuộc vãng sanh của chúng ta, vì công cuộc mà thoát ba đường khổ, thoát cảnh lục đạo luân hồi mà chúng ta phải cố gắng. Nam Mô A Di Đà Phật.